Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Phương Lan sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình này. Chiều nay, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 3 năm 2024 tại thôn Nho Lâm, xã Mai Động, huyện Kim Động. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ thôn Nho Lâm đã đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết chi bộ tháng 2 vừa qua. Các đảng viên trong chi bộ đã đề xuất cấp trên và đưa ra các giải pháp để xây dựng nhà văn hóa thôn, hệ thống loa truyền thanh, các vấn đề về giao thông nước sạch. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao về công tác an ninh trật tự, an sinh xã hội của thôn, đặc biệt là nội dung chất lượng tại buổi sinh hoạt chi bộ. Các đảng viên tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao. Đồng chí cũng gợi mở một số vấn đề liên quan tới các ý kiến của các đảng viên trong chi bộ, đề nghị chi bộ tiếp tục duy trì công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ đảng viên, quán triệt nghị quyết của Đảng các cấp để mỗi cán bộ đảng viên thấm nhuần các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trên cơ sở đó thực hiện tốt và tuyên truyền mọi người cùng thực hiện. Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp giao ban với các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh. Phiên họp đã xem xét cho ý kiến về các nội dung giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2023-2024, giao tạm giao biên chế sự nghiệp lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc năm 2023 và năm 2024. Dự thảo liên quan tới nội dung quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh và dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên. Tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo quyết định mà Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ trình. Đồng chí yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo các đơn vị căn cứ nhu cầu thực tế tuyển dụng biên chế, lao động hợp đồng vào làm việc cho phù hợp với tình hình thực tế, tăng cường xã hội hóa, chú trọng công tác tuyển dụng bác sĩ vào làm việc tại các cơ sở y tế, đồng thời nâng cao chất lượng dạy và học khám chữa bệnh phục vụ nhân dân. Thực hiện chủ trương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã chủ động ra soát các tiêu chí đối với 100% đơn vị hành chính trực thuộc, đồng thời thực hiện các bước triển khai sáp nhập đối với 7 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. Qua giả soát, huyện Tiên Lữ đã xây dựng kế hoạch sáp nhập 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm xã Ngô Quyền, xã Dị Chế, sáp nhập với thị trấn Vương, xã Cường Chính, sáp nhập với xã Minh Phượng và xã Hải Triều, sáp nhập với xã Đức Thắng. Cùng với đó, huyện chủ động công tác điều động luân chuyển cán bộ, chủ chốt nhằm sắp xếp hợp lý khoa học theo hướng tổng thể. Huyện cũng đã vạch ra các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo thời gian hoàn thành sáp nhập đơn vị hành chính theo chỉ đạo của tỉnh trước ngày 30 tháng 9 năm nay. Hôm qua, ngày 3 tháng 3, Trường Trung học Phổ thông Khoái Châu đã tổ chức Ngày hội Tư vấn Hướng nghiệp tuyển sinh năm 2024 với sự tham gia của nhiều trường đại học cao đẳng hàng đầu trên cả nước và hơn 3.000 em học sinh trên địa bàn. Ngày hội diễn ra với đa dạng các hoạt động tư vấn hướng nghiệp của 12 gian tư vấn ở đa dạng các nhóm ngành như kỹ thuật công nghệ thông tin, dệt may nông nghiệp, du học đến từ nhiều trường đại học trên cả nước như Đại học Quốc gia Hà Nội, Bách khoa, Giao thông vận tải FPT, Đại học Thái Nguyên, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Tại đây, các em học sinh được giải đáp tư vấn trực tiếp về các ngành học, xu hướng tuyển sinh, quy mô đào tạo, hình thức tuyển sinh, các chế độ ưu đãi học phí, học bổng và trải nghiệm môi trường học tập, đào tạo tại các nhà trường, qua đó góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác hướng nghiệp tại Trường Trung học Phổ thông Khoái Châu nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung. Chương trình sẽ được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Năm Giáp Thìn 2024, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ quy mô cấp tỉnh từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 3 năm Giáp Thìn, tức từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 4 năm 2024, tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì và các huyện thị thành trong tỉnh. Về phần lễ, các thủ tục nghi lễ được thực hiện theo đúng nghi thức truyền thống của dân tộc, quy định của nhà nước đảm bảo tính trang nghiêm, thành kính. Phần hội đảm bảo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo sự hài lòng cho nhân dân và du khách thập phương về dự lễ hội. Tổ chức hoạt động văn hóa thể thao, đảm bảo hợp lý về thời gian, địa điểm, khuyến khích xã hội hóa ở mức cao nhất.
Bộ Xây dựng vừa đề xuất người có thu nhập dưới 15 triệu đồng một tháng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Đây là một trong số nội dung của dự thảo nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, với việc nới lỏng một số điều kiện để người mua nhà dễ tiếp cận hơn với loại hình nhà ở này. Cụ thể, dự thảo quy định điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, gồm trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, được xác định khi đối tượng quy định tại khoản 1 điều 77 của luật nhà ở và vợ hoặc chồng của người đó chưa có tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội đó. Đối với trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình thì diện tích nhà ở bình quân của những người đăng ký thường trú tại căn nhà đó dưới 15 m² sàn trên người. Ngoài ra, dự thảo cũng bỏ tiêu chí về điều kiện cư trú. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2024, Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các nhà mạng chính thức chặn không cho nhập mạng với các điện thoại 2G không thuộc danh sách được chứng nhận hợp quy do Cục Viễn thông quy định. Tuy nhiên, với khoảng 15 triệu thuê bao 2G còn đang hoạt động, để đảm bảo khách hàng không bị ảnh hưởng quyền lợi, các cơ quan chức năng cùng các nhà mạng cũng đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ chuyển đổi tối ưu cho người dùng. Trên thực tế, việc dừng công nghệ cũ chuyển đổi thuê bao 2G, 3G đã được các nhà mạng triển khai trong những năm qua. Cắt sóng 2G, các nhà mạng kết hợp cùng các chương trình ưu tiên phát triển thuê bao sử dụng 3G, 4G vẫn đảm bảo quyền lợi khách hàng. Việc cắt sóng 2G cũng tiến hành theo lộ trình tắt dần đến tháng 9 năm 2024 và để các dòng máy 2G còn gọi điện thoại cục gạch, nghĩa là điện thoại cục gạch hàng trôi nổi, không hợp quy, không được gia nhập mạng mới mà chỉ duy trì những điện thoại 2G hiện đang sử dụng trên hệ thống. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Phát biểu trước báo giới bên lề sự kiện tưởng niệm 239 nạn nhân trong vụ máy bay MH370 mất tích bí ẩn 10 năm trước, Bộ Giao thông Malaysia bày tỏ hy vọng sẽ có thể tiếp tục hợp tác để tìm ra sự thật cho người nhà của các nạn nhân trong thảm kịch này. Trước đó, tại buổi lễ tưởng niệm 239 nạn nhân trong vụ máy bay MH370 mất tích bí ẩn 10 năm trước, Bộ trưởng Giao thông Malaysia bày tỏ hy vọng những tiến bộ trong nghiên cứu mới và công nghệ mới sẽ giúp nước này tìm được câu trả lời về chiếc máy bay mất tích cũng như tìm ra sự thật cho người thân của các nạn nhân. Tại buổi lễ, người nhà các nạn nhân đã chia sẻ những kỷ niệm về người thân của mình cũng như những nỗ lực tìm kiếm không ngừng. Đã 10 năm trôi qua, nhưng nhiều người trong số họ vẫn chưa nguôi hy vọng về một điều kỳ diệu có thể xảy ra. Theo một nghiên cứu do Tổ chức Y tế Thế giới WHO và một nhóm các nhà khoa học vừa công bố, hơn 1 tỷ người trên thế giới hiện đang được coi là béo phì, đối mặt với nguy cơ gia tăng các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe như tiểu đường, bệnh tim mạch và suy thận. Phân tích thông số sức khỏe hơn 220 triệu người ở hơn 190 quốc gia, nghiên cứu ước tính rằng 504 triệu phụ nữ trưởng thành, 374 triệu nam giới, cùng khoảng 159 triệu trẻ em và thanh thiếu niên phải sống chung với bệnh béo phì vào năm 2022. Đáng báo động là số người béo phì đã tăng gấp 4 lần kể từ năm 1990 đến nay. Được công bố trước thềm Ngày Thế giới phòng chống béo phì 1/4/3, nghiên cứu cảnh báo tình trạng béo phì đang trở nên phổ biến ở hầu hết các quốc gia, trong đó có cả nhiều nước có thu nhập thấp và trung bình, trước đây từng phải vật lộn với tình trạng suy dinh dưỡng. Mới đây, Hội đồng Du lịch Thái Lan đã bày tỏ kỳ vọng vào khả năng cất cánh của ngành công nghiệp không khói ở nước này sau khi thỏa thuận miễn thị thực vĩnh viễn cho khách du lịch Trung Quốc và Thái Lan chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3. Du lịch hiện là một trong những lĩnh vực kinh tế then chốt của Thái Lan kể từ sau đại dịch COVID-19. Theo Hội đồng Du lịch Thái Lan, thỏa thuận miễn thị thực vĩnh viễn cho khách du lịch Trung Quốc đang thổi bùng làn sóng du khách từ Trung Quốc tới Thái Lan. Hiện trung bình mỗi ngày có khoảng 20.000 du khách Trung Quốc tới Thái Lan, tăng gấp 3 lần con số trước đây, và hầu hết trong số họ có mức chi tiêu khá cao. Ở chiều ngược lại, chính sách miễn thị thực cũng sẽ thúc đẩy một lượng lớn du khách Thái Lan tới Trung Quốc. Từ thành công này, Hiệp hội các đại lý du lịch Thái Lan cho rằng, nếu chính phủ nước này ký được thỏa thuận tương tự với các nước châu Âu, thì cũng sẽ tạo ra cú hích lớn cho ngành du lịch trong nước. Được biết, hiện chính phủ Thái Lan đang đàm phán với các chính phủ châu Âu về một thỏa thuận miễn thị thực giống như thỏa thuận đã ký với Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.